Hello, chào mừng tất cả các bạn trở lại với Hello Hào. Hôm nay như lời đã hứa thì Hào đã trở lại đây rồi với một cái tập mà Hào sẽ hướng dẫn với các bạn cách về skincare routine hàng ngày của Hào. Mặc dù là có một cục mụn rất là to đây, nhưng mà do em mụn này mấy bữa trước quên đi ngủ luôn, không rửa mặt, thế là bị nổi mụn là chính đáng thôi. Nhưng nếu như mà các bạn theo những cái bước mà những cái cách mà Hào chỉ đây á, thì chắc chắn là các bạn sẽ không có bị nổi mụn. Và đây cũng chỉ là một cái video về thử tính rất là cá nhân và theo những gì Hào đã làm và thực hành. Hy vọng là những bạn mà làm về skincare, các bạn có xem được video này thì đừng quên là để lại những comment nếu như mà các bạn thấy là làm sai điều gì, hoặc là có những gì mà có thể làm tốt hơn, chia sẻ chúng ta có thể cùng nhau có một làn da đẹp hơn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Hào sẽ bắt đầu chia sẻ những cái bước hàng ngày của mình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ giữ được mãi cái vẻ đẹp nam tính cũng như là làn da khỏe mạnh cho cái tuổi thanh xuân này nhé. Bước đầu tiên thì Hào sử dụng Deep Cleaning Oil. Thì các bạn sẽ chỉ cần dùng 2-3 pumps vào lòng bàn tay, sau đó để vào mặt khô và chúng ta massage mặt. Sau đó chúng ta sẽ rửa mặt lại với nước ấm để cho sạch cái này đi. Và tại sao chúng ta dùng Deep Cleaning Oil? Thì cái này là giống như là một cái dạng makeup remover, nhưng mà nó cũng là một cái dạng là rửa mặt, nhưng mà rửa mặt khô. Thì khi đó chúng ta sẽ massage những cái tế bào chết cũng như là những cái bụi bẩn ở này á. Khi mà các bạn massage thì bạn sẽ lấy đi những cái bụi bẩn ra khỏi những cái lỗ chân lông, cũng như là rất là sạch. Và đây là một cái dạng mới mà họ vừa khám phá ra, nên là họ nghĩ là họ chia sẻ với các bạn. Sau khi rửa mặt xong thì các bạn nhớ là sử dụng cái bông này để mà lau mặt, chứ đừng nên là lấy khăn bông lau mặt nhé. Tại vì khăn bông nó sẽ có rất là những cái sợi lông vải á, thì cái đó nó sẽ dễ dính bụi bẩn và sẽ làm cho chúng ta có thể bị nổi mụn là do như vậy. Cái này cũng thực sự là không có đỡ hơn bao nhiêu, nhưng mà đỡ hơn là cái khăn bông, nên sẽ chấm và lau. Tiếp theo thì họ sẽ dùng makeup remover của hãng Garnier Skin Active. Sau khi mà dùng makeup remover thì họ sẽ dùng tiếp theo để rửa mặt mình, đó chính là Lumin Charcoal Cleanser. Với loại này thì bạn phải làm ướt mặt và sau đó dùng một ngón tay út như thế này là đủ rồi. Để lòng bàn tay tạo bò và xoa lên mặt. Và sẽ rửa mặt lại với nước ấm các bạn. Thật sự là để da mặt tự khô là tốt nhất, hoặc là ngồi trước quạt. Tại vì bông phấn nó sẽ để lại những cái sợi bông và nó có thể làm cho mình bị mụn. Nhưng mà thì Hào thời gian mà để cho mặt cái mặt khô là cũng rất là lâu, nên Hào phải biến nên sẽ dùng bông phấn nhưng không sao đâu các bạn ạ. Tiếp theo thì họ sẽ dùng nước hoa hồng. Nước hoa hồng họ xài thì là cái loại này là mua ở mấy cái tiệm tạp hóa bên này. Nó gọi là Thayer's Facial Toner. Thì nước hoa hồng thì sẽ làm cho sẽ kích lỗ chân lông, cũng như là cũng có thể giúp diệt được những lấy ra được những cái bụi bẩn trong cái lỗ chân lông. Và nước hoa hồng rất là làm cho da. Mà nước hoa hồng ở Hà Lít xài cái loại mà nước hoa hồng có cái mùi nước hoa hồng nha, có cái nhiều loại mà gọi là toner, thì có nhiều loại là không có mùi nước hoa hồng, nhưng mà thích mùi nước hoa hồng mà nó cảm thấy dễ chịu. Với nước hoa hồng thì các bạn không cần nên là lấy cái bông phấn chậm lại, thì nước hoa hồng nó khô rất là nhanh và mình muốn là nước hoa hồng đã thẩm thấu vào trong cái da của mình, nên là chỉ để nó khô tự nhiên thôi. Tiếp theo thì họ sử dụng SK2 Facial Treatment Essence, hay còn được gọi là nước thánh. Thì họ phải để khoảng 2 giọt vào lòng bàn tay, sau đó chà và đắp lên mặt. Cái mặt giờ này mập lắm mà các bạn ở nhà 3 bữa nay không tập thể dục, không làm gì hết, toàn là ăn thôi, nên người bắt đầu mập lên và mặt bắt đầu mập. Để cho nó tự khô thôi. Thì cái nước này cũng rất là tự thôi, nên các bạn muốn thẩm thấu vào trong da. Trong tất cả các loại sản phẩm Hào xài thì như là SK2 là cái loại mà có thể là mắc tiền nhất. Nhưng mà hôm đó là Hào đi lâu lắm rồi, 2 năm trước Hào đi Korea, bay qua quá cảnh của Korea, thì sẵn đó là lúc đó SK2 rất là rầm rộ, nên là chỉ muốn mua thử. Thì Hào mua cái bộ sản phẩm nhỏ của nó thì khoảng 80 đô, thì nó có cream, nó có sữa mặt và nó có cái loại này luôn. Thì thả xài từ đó đến giờ thôi,
Nhưng mà thật sự là xài rất là tốt và cái da nhìn rất là đều. Ở bước này có thể là khác với những người khác là có thể là sau cái bước SK2 thì có những người sẽ dùng serum, nhưng mà họ sẽ dùng họ sẽ bỏ lên tiếp theo, đó chính là eye cream. Cái loại này đó là Pure Biology. Loại này họ mua ở trên Amazon, chỉ có hình như là có 15 hay 20 đồng gì đó các bạn. Rất là rẻ nhưng mà xài thực sự rất là tốt. Khi mà xài thì họ có thể thấy là cái quầng thâm ở dưới mắt là hầu như là nó sáng hẳn lên luôn. Và thực sự là da của họ thì không có lão hóa rất nhiều, không có nhiều vết nhăn, nên thực sự cũng có thể mà nói được là cái mí mắt họ cũng không có vết nhăn. Nhưng mà rõ ràng là thấy là nó không có thấy quầng thâm nữa. Khi họ để lên hai cái ngón giữa này và để lên cái dưới mắt hơi nhiều. Oops. Còn dưới mình để lên trán và hai cái rãnh cười. Sau khi mà bỏ eye cream rồi thì họ sẽ bỏ tiếp theo, đó là serum. Thì cái loại này đó là họ mới bỏ vào đây thêm cái skincare routine của mình là vào sau mình mà họ mới bỏ serum. Thì buổi sáng thì họ sẽ dùng cái vitamin C này của True Skin. Họ mua cái này là ở trên Amazon các bạn, hình như là chỉ có mười mấy hai chục đồng thôi, nhưng mà có rất là nhiều good review. Họ xài cái này thử một thời gian thì khi mà bỏ lên thì thấy là da của mình rất là đều và không có bị những cái quầng thâm nữa. Thì buổi sáng họ xài cái này, còn buổi tối thì họ xài cái Age Defender của Kiehl's. Các bạn nhớ nhé, buổi sáng thì xài serum, còn buổi tối thì xài Age Defender của Kiehl's. Cái này họ xài đây. Đây. Một giờ ở đây. Một giờ ở đây. Một giờ ở đây. Là đủ rồi. Thật serum mà các bạn không cần dùng nhiều đâu, khi dùng tay các bạn nhớ là ấn vào da để cho nó thẩm thấu vào da là được rồi. Một lần nữa mập quá, mặt gái mỡ. Chỉ mới một vài bước thôi mà thấy da của mình đã sáng hẳn lên và nó đã đều màu rồi phải không? Tiếp theo là họ dùng cái facial oil của Burt's Bees. Cái chai này thì khoảng 20 đồng. Cái này là nhờ coi YouTube mà thấy mấy người mẫu họ xài á, họ chỉ là cái bước này sẽ là cái bước mà trước khi các bạn bỏ moisturizer lên. Thì có rất là nhiều loại ngoài thị trường, các bạn muốn mua loại nào cũng được, nhưng mà họ xài các bạn để thấy nó vừa túi tiền và nó tốt, nên là bữa giờ họ xài cái này cũng được mấy chai rồi các bạn. Thì các bạn chỉ cần khoảng 3 giọt vào lòng bàn tay, sau đó xoa cho nó ấm lên. Cái này thơm mùi lavender, mùi oải hương ấy. Cái mùi làm rất là thư giãn, mà khi mà bạn làm ấm lên vậy nó sẽ thẩm thấu. Oh yeah. Sau đó họ sẽ dùng Lumin Moisturizer Balm. Họ dùng những sản phẩm của Lumin đấy, nếu bên này các bạn có thấy quảng cáo trong Facebook á. Thực sự đi đâu cái dòng, họ nghĩ là dòng sản phẩm rất là tốt á. Từ ngày mà họ xài cái bộ sản phẩm này á, cái da nó sáng hẳn lên và nhìn nó khỏe khoắn và tốt hơn. Đây không phải là quảng cáo nha các bạn. Họ thực sự là có subscribe cái bộ này, mỗi khoảng 2 tháng nó gửi về một bộ là có tẩy tế bào chết, có moisturizer và có rửa mặt luôn, nên xài một bộ rất là tốt. Về việc tẩy tế bào chết thì thường là tế bào chết khoảng 2 hoặc 3 lần một tuần rồi, hay là ban đêm, thì sau đó cái da mình như da em bé vậy đó. Cứ bỏ vào lòng bàn tay ra, thẩm thấu lên trên mặt, cắt cổ. Và bước cuối cùng là cái bước mà không thể nào mà bỏ qua được, cũng như là cái bước mà nếu như các bạn không biết, các bạn phải biết và các bạn phải làm. Bởi vì cái bước này là cái bước duy nhất để có thể bảo vệ da mình và có thể là giữ cái làn da mình nó tốt hơn. Sử dụng mỹ phẩm tốt bao nhiêu và mắc tiền bao nhiêu, nếu bạn bỏ qua cái bước cuối cùng này thì chắc chắn mọi công sức, công trình của mình nó sẽ bị đổ bể. Đó chính là kem chống nắng. Kem chống nắng là cái bước cuối cùng mà các bạn phải biết, tại vì kem chống nắng sẽ chống lại những tia UV của mặt trời. Mặc dù các bạn ở những nơi mà không có nắng đi nữa, các bạn vẫn phải dùng kem chống nắng mỗi ngày. Không biết trong này nó có cái gì, và của Hào cũng phải là cái người mà chuyên về da cũng không biết, nhưng mà từ ngày mà Hào dùng cái này đến giờ da đẹp hẳn lên. Và một bí quyết là các bạn nên mua mà kem chống nắng khoảng từ 50 plus trở lên. Và cái
loại mà invisible, có nghĩa là cái loại mà đánh lên bạn không được trắng cái bệt cái mặt, thì đến bây giờ nghĩ đi, đi ra đường mà đánh lên trắng bệt cái mặt nhìn rất là mắc cười. Thì Shiseido, Shiseido là cái loại có mà SPF 50 plus trở lên cũng như là invisible, là sẽ không thấy khi mà bạn đi ra ngoài đường. Ok, thì cô sẽ bỏ lên một lòng bàn tay như này thôi là đủ rồi. Còn một bước cũng cuối cùng cũng quan trọng lắm, đó chính là moisturizer cho môi. Thì Hào dùng chapstick, nhưng mà Hào sử dụng cái loại này, đó là cái loại mà giống như là Vaseline vậy đó các bạn. Hào dùng cho môi thì nó sẽ giúp bảo vệ và tái tạo cái làn da mà bị khô, hay là mùa này lạnh đó thì môi Hào sẽ bị rát. Và Hào dùng cái loại này khi mà mỗi sáng sớm, thì nó sẽ giúp cái môi mình nó giữ lại, nó mềm mại, và cái da của mình nó sẽ không có bị irritated, có nghĩa là bị khó chịu. Và đó là tất cả những gì mà Hào muốn chia sẻ với các bạn về skincare routine. Thực sự là Hào sử dụng những loại mỹ phẩm rất là affordable, có nghĩa là không có tốn mắc tiền lắm. Bởi vì thực sự là phải tùy vào cái túi tiền của mình mà sử dụng như thế nào đó. Nhưng mà Hào nghĩ là với khi các bạn mà follow cái skincare routine thì nó sẽ làm cho da các bạn sáng khỏe hơn. Thực sự là không có phải là mắc tiền. Thực sự chăm sóc da là một sự kiên nhẫn rất là lâu dài và tính bền bỉ. Nếu các bạn mà chịu chăm sóc da và làm hàng ngày sáng và tối thì chắc chắn và bảo đảm các bạn rằng bạn sẽ có một làn da rất là đẹp. Hào không phải là một cái người mà về chuyên về da, hoặc là chỉ da bị mụn, hoặc là da dầu, da nhờn, da nào đó. Nhưng mà Hào, đây là những cái gì mà Hào muốn chia sẻ với các bạn để Hào chăm sóc da như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái tập YouTube này, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi. Nếu các bạn có những comment cũng như là những gì mà bạn biết về da thì đừng quên để lại những comment bên dưới cho Hào nhé. Xin chào.